Uzbekistan thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu tại sân Đại Liên, Trung Quốc, qua đó nối dài thành tích đối đầu toàn thắng. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuyse. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu gặp Uzbekistan với lối chơi chủ động kiểm soát bóng. Đối thủ cũng không vội vàng đẩy cao đội hình giành giật thế trận. Tốc độ của trận đấu ở mức trung bình. Tuy nhiên, cũng giống như ở trận đấu gặp Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam chỉ chơi tốt ở 2/3 sân gần phía cầu môn nhà. 1/3 cuối sân, Uzbekistan đã tổ chức bắt người chặt chẽ, khiến các đợt tấn công của tuyển Việt Nam không thể tiếp cận vòng cấm địa của đối phương. Những đợt phản công của Uzbekistan ở nửa đầu hiệp 1 không thật sự ấn tượng, nhưng bất ngờ xảy ra ở phút thứ 24. Uruno xử lý khéo léo ở đầu vòng cấm địa, anh loại bỏ hậu vệ Việt Nam rồi dứt điểm, quyết đoán đưa bóng đi chéo vào góc phải, hạ gục thủ thành Đình Triệu mở tỷ số. Sau bàn thua, Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng không tạo được ấn tượng. Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Philippe Chuyse quyết định điều chỉnh nhân sự, làm mới hàng công. Đáng tiếc, tuyển Việt Nam chỉ chơi tròn vai ở khoảng 15 phút đầu hiệp và sau đó hoàn toàn bị đối phương dồn ép. Phút thứ 66, xuất phát từ quả phạt góc của Uzbekistan, Ali Kolob lao vào mạnh mẽ mà không bị ai theo kèm. Anh đánh đầu đưa bóng vào góc phải ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thua khiến tinh thần của các cầu thủ Việt Nam dao động, lối chơi trở nên chệch choạc. Bóng thường xuyên lăn bên phần phía sân của đội tuyển Việt Nam trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Dẫu vậy, Uzbekistan cũng không thể ghi thêm bàn thắng và tỷ số trận đấu dừng lại ở 2-0. Đây là chiến thắng thứ tư trong cả 4 lần đối đầu tuyển quốc gia Uzbekistan trước Việt Nam.